Hello, xin chào các bạn đang theo dõi trên màn hình. Đây là hai phiên bản màu sắc trắng xanh rất đẹp trên mẫu xe Yamaha Sirius của tháng 5 2023 mới nhất. Các bạn nha, phía bên tay phải của mình, các bạn đang theo dõi đó là dòng Sirius FI 115 của tháng 5 2023. Còn bên đây là bên tay trái của mình là Sirius phiên bản 110cc chế hòa khí cũng của tháng 5 2023. Và trong tháng 5 2023 này, Yamaha được tạo dựng lên cho nó những màu sắc cực kỳ là đẹp với mẫu xe Sirius thường và mẫu xe Sirius FI nhé. Ảnh hai mẫu xe này làm nên tên tuổi của Yamaha trong suốt thời gian qua. Đó, hai mẫu xe, hai dòng Sirius, một bên là bộ chế hòa khí và một bên là Sirius FI được cải tiến màu trắng xanh cực kỳ là bắt mắt với tem thiết kế hoa văn. Hai mẫu xe đều sử dụng là dàn nan hoa thắng đĩa nha anh em. Mình quay sơ qua chi tiết về phần đầu đèn cho anh em tham khảo nha. Trên phiên bản Sirius FI là đèn định vị, đèn, gọi còn gọi là đèn siêu ngột, được tích hợp chung với đèn pha nha anh em. Sử dụng bóng halogen, được điểm nhấn là đèn siêu mù cạnh hai cái bên, cạnh bên đèn pha bên trái và bên phải. Còn bên Sirius thường của mình, trên Sirius thường 110 chế hòa khí, đèn xi nhan vẫn tích hợp chung với đèn pha, kiểu dáng thiết kế đơn thuần và là quyền thoại của các bạn nha. Sirius thường. Bên dòng Sirius được làm cái mặt nạ hình chữ V có cái kèn ở trong cho mình tiếng kèn nó thông ra. Còn bên Sirius FI thì mặt nạ được làm cái hông gió to hơn bầu. Với dòng Sirius FI là được tích hợp hai cái xi nhan, mình nhìn thấy đẹp được thời trang. Xe Sirius FI sử dụng đĩa ba lỗ, heo dầu thì được bố trí là màu, được sơn màu đen cho nó nổi dần dần lên trắng đen. Thông số lớp trước là 70, 90, 17. Còn bên Sirius thường của mình, đĩa được sử dụng đĩa 4 lỗ nha anh em, niền Goshi 1.4 nhân 17. Thông số lớp thì vẫn sử dụng chung với Sirius FB. Nói chung hai dòng xe này đều sử dụng bánh trước thông số lớp giống nhau, có chỉ có đĩa, đĩa trước thì sử dụng đĩa đùm thì khác nhau nha nè. Ở dòng Sirius FB thì cái dàn trước nó bầu hơn, bầu tròn hơn ở dòng xe thường. Xe thường của mình thì làm nhọn góc cạnh, tạo điểm nhấn hai bên. Với phần mặt nạ của Sirius FB thì nó bầu, nó to hơn dòng Sirius thường. Bên hông thì được, dòng Sirius FB được thiết kế là tem 115. Còn si thường thì chỉ có cái tem địa chỉ Yamaha thôi. Cái hốc gió của Sirius thường mình hình chữ V, sau cái hốc gió là cái còi nha nè, được thiết kế mặt nạ màu xanh. Ở dòng Sirius thường mình thì động cơ đầu bò trước mình nhìn có mấy cái tản nhiệt á, nó đẹp. Còn ở dòng Sirius FI thì được làm gọn hơn, làm cái nắp đầu bò một khuôn luôn, không có những rãnh tản nhiệt nha nè. Hệ thống phun xăng điện tử thì nằm trên cái đầu bò đó, cho phun với cái họng xăng là nằm dưới đây nha nè. Còn đây là bộ lọc gió, bộ lọc gió của Sirius FI cũng làm bự hơn nha nè. Bên xì thường mình là bộ chế hòa khí, đây bộ chế hòa khí này nè, nó nằm trên cái đầu bò, còn gọi là bình xăng con nha. Trên đầu bò, ở trước phần nắp đầu bò của Sirius thường thì nó có mã là VT, còn bên dòng CFI, còn nắp đầu bò của CFI thì được in chữ Yamaha nha. Bên hông dòng Sirius FI được dán cái tem với logo và thiết kế cái dòng chữ là 115cc. Trên mặt nạ thì được một chữ Sirius và chữ FI luôn nha anh em, cho mình dễ nhận biết ở dòng Sirius FI và Sirius thường. Tem thì cũng được nhiều cái hoa văn đường gánh để làm nổi bật cái dòng xe màu trắng này lên nha anh em. Mình nhìn bề ngang thì dòng Sirius FB này nó cao, nó to hơn cái dòng Sirius thường.
cái uốn khuôn lốc máy của dòng Zeus FE được làm những cái cạnh hình tam giác và tròn. Mình nhìn nó một động cơ 115 mà nó gọn, nhìn nó đẹp. Mình nhìn thông số của dòng Zeus FE này là 113,7 cm, được sản xuất năm 2023 luôn nè, có cái tem luôn. Đây, được chở hai người. Mình nhìn mẫu xe mới, nhìn tất cả ốc tán trên xe nó mới. Mình nhìn một chiếc xe thật đẹp nha anh em, nó nổi xe lên. Các bạn thấy cái cụm đèn hậu được thiết kế thon gọn. Còn phần lốc máy ở dòng xe thường thì được thiết kế với cái khuôn đó, có hình cái tam giác như cái hình của cái hoa văn Yamaha. Dòng Sea-Wood này thì là 110,3 cm khối, còn xe sản xuất năm 2023 có tem thông số kỹ thuật luôn nha anh em. Tất cả các phụ kiện trên xe ốc ác mới, mình nhìn cái xe nó đẹp, với phần đít đèn được thiết kế thon gọn, tích hợp xi nhan trong, giúp cho các bạn có thể là di chuyển nó không có bị cọ quẹt nha. Ở chỉ có ở những dòng xe thường được thiết kế mấy cái mẫu xi nhan tích hợp chung cho các bạn tiện lợi sử dụng khi mình dẫn vô đường kẹt. Còn bánh cầm sau thì thông số lốp hai dòng xe này đều sử dụng chung giống nhau nha. Capo của CFE thì được làm gọn hơn, còn dòng dipo của CEO thường thì được thiết kế dipo giống dòng S2 lớp 10 anh em. Chỉ bô thì được làm tách rời hai miếng với phần trước và phần sau. Còn ở dòng Sea-Wood FE thì được làm nguyên khối một miếng và có dòng chữ Yamaha ở trên dĩa bô luôn nha nè. Thông số lốp nè, mình quay cái lớp thử cho anh em. Ở cái lớp này thì nó cũng sử dụng giống nhau nha nè. Tem hai cái dòng tem ốp sườn Sea-Wood. Mình nhìn cái phản yên của hai dòng thì dòng Sea-Wood FE nó to hơn Sea-Wood thường mình nhé, và nó bầu bự hơn. Dĩa bô của Sea-Wood FE làm liền nguyên miếng, nguyên khối chạy dài. Còn xe thường mình là hai miếng tách rời phần trước và phần sau nha nè. Ở phần lốp máy xe thường mình thì bên đây cũng được bên phần lốp cũng được dát một hình tam giác, còn bên Sea-Wood FE làm bầu dài. Mình dễ phân biệt ở dòng hai động cơ này lắm anh nè. Cần đạp bên Sea-Wood thường thì bắt ốc sọ, còn bên Sea-Wood FE thì bắt con cá ngoài dặn vô luôn nha nè. Nó khác biệt hoàn toàn nhau. Ở dưới cái hông của Sea-Wood FE thì được có lỗ thông gió, mức tiêu hao nhiên liệu dòng Sea-Wood FE là 1.65, còn bên xe thường mình tới là 2.08, tại vì bên chế hòa khí lúc nào nó cũng phải ăn xăng hơn dòng FE một tí nha nè. Sea-Wood FE thì tích hợp ổ khóa mở yên trước luôn, đây mình chỉ mở yên trước luôn, còn Sea-Wood thường mình là phải hai yên trước yên sau tách rời. Đặc trưng của dòng Sea-Wood thường mình đó là vậy anh em, nó tạo nên cái tên tuổi của dòng xe thường này xưa tới giờ. Nhiều người ta thích ở cái mẫu, nói chung phải cái cảm giác mà cũ mà lạ, chứ đôi khi tiên tiến quá thì nhiều bạn cũng không thích nhé. Đầu nghề của dòng Sea-Wood được một cái tẩu và một cái vít, ông mở một ghim, một cái vít được máng trên yên luôn nha nè, dưới yên xe. Đây, mặt đồng hồ của dòng xe Mặt thường đồng mình. hồ ở dòng xe thường mình được thiết kế thì xưa tới giờ nó là mặt đồng hồ bầu vuông, còn CFE thì được thiết kế là một cái hình ngang với tất cả các tích hợp tất cả các tính năng trên đồng hồ luôn. Ở dòng Sea-Wood FE thì nó sử dụng công tắc dính vô cái ốp đầu sau, còn Sea-Wood thường là tách rời nha anh em. Có pha mở đèn với nút đề. Ở dòng Sea-Wood thường mình có thể tắt đèn được, còn CFE là không có nút tắt đèn nha. Khi mà anh em sử dụng nổ máy thì đèn Sea-Wood FE nó sáng luôn nha nè. Mình quay sơ qua một vòng nữa cho anh em xem nha. Đó, Sea-Wood FE của mình. Cái phần hông nó cũng bự hơn dòng xe thường mình. Xe thường mình thì nói chung cái điểm nhấn của dòng xe thường mình là thon gọn. Nếu anh em thấy hai mẫu xe này đẹp thì cho mình xin một like và một đăng ký nhé. Cảm ơn.